gậy ông lại đập lưng ông, chùa Ba Vàng đã lộ nguyên hình. Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mạng xã hội trên Facebook chia sẻ rộng rãi tin tức về hình ảnh về biển người đổ về chùa Ba Vàng trong ngày mùng 8 Tết âm lịch. Đáng chú ý sự việc này là sự tham gia đưa tin của một số tờ báo của nhà nước. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 17 tháng 2 đưa tin biển người quây kín sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết. Bản tin cho biết ngày 17 tháng 2 tức mùng 8 Tết âm lịch, sân chùa Ba Vàng kín mít, không còn chỗ trống với hàng vạn Phật tử đổ về lễ bái đầu năm. Tờ báo Tuổi Trẻ cũng tiếp sức quảng cáo sự dối trá cho chùa Ba Vàng. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ online, các tuyến đường dẫn lên chùa đều chật cứng người nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn. Bãi gửi xe miễn phí và không có hiện tượng bày bán hàng hóa hay chèo kéo mời khách. Tuy nhiên Facebook Võ Hồng Ly đã vạch trần hình ảnh chùa Ba Vàng đông nghịt ngày 8 Tết như trên mạng xã hội và truyền thông nhà nước chia sẻ là do đám truyền thông có định hướng đã lấy hình ảnh cũ của năm 2023 để tiếp tục dẫn dắt du ngủ người dân và quảng bá cho tầm bậy cho chùa Ba Vàng. Khi bị dân cư mạng phát hiện và vạch trần về sự sử dụng hình ảnh cũ từ năm 2023 để tuyên truyền dối trá, thì một số tờ báo đã vội vã gỡ hình. Trong khi đó, mạng xã hội cũng đã chia sẻ những hình ảnh khác của chùa Ba Vàng. Theo đó, ngôi chùa này vắng lặng trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo Facebooker Nghiêm Sĩ Cường, trong status đăng lên trang cá nhân với tiêu đề Ba Vàng sáng ngày 10 tháng Giêng cho biết, mình xuống công việc dưới Quảng Ninh từ hôm mùng 8 Tết. Sau khi xong việc 10 giờ sáng nay ngày mùng 10 Tết, tức 19 tháng 2, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thử ghé qua Ba Vàng xem dân tình có kéo đến lễ đông như nghịt như lười thổ hay không. À, xem ra có thể đặt lưới bẫy chim sẻ. Tác giả Nghiêm Sĩ Cường đã hỏi chuyện nhiều tầng lớp cư dân quanh vùng, với đủ cả nam, phụ, lão, ấu thì đều gặp những nụ cười bí hiểm và những cái xua tay, lắc đầu. Hỏi những quán hàng quanh chùa, thế hôm mùng 8 Tết mọi người đến có đông đúc không các bác? Thì đều nhận được câu trả lời, hôm đó thứ bảy chỉ hơn thế này chút thôi. Mấy năm trước và những ngày này còn tắc cả đường, năm nay giảm 80-90%. Bức ảnh mới cho thấy chùa Ba Vàng đã vắng lặng khác thường trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Vẫn theo Facebook Nghiêm Sĩ Cường, chuyện về chùa Ba Vàng qua lời chia sẻ của cư dân quanh vùng thì vô thiên lủng, dành cả tuyển tập có khi không đủ. Xin chia sẻ cùng anh em mấy tấm hình trên đường vào và bãi xe của chùa Ba Vàng lúc 10 giờ ngày mùng 10 Tết. Kèm theo tác giả chia sẻ bộ ảnh, đó là những hình ảnh thực tế của chùa Ba Vàng năm nay được dư luận cho là vắng hơn chùa Bà Đanh. Trên mạng xã hội ngay lập tức đã có nhiều ý kiến cho rằng thời gian gần đây sau hàng loạt các sự việc tiêu cực xảy ra tại chùa Ba Vàng, các cơ quan chức năng cũng như mạng xã hội đã phát hiện trên thực tế công luận đã góp phần thức tỉnh số đông Phật tử về các chiêu thức lừa đảo của chùa Ba Vàng. Sư thầy Thích Trúc Thái Minh đã biến đạo Phật và nhà chùa trở thành cơ sở kinh doanh tâm linh mang màu sắc mê tín dị đoan. Việc một số người đến dự lễ chùa Ba Vàng giảm sút đáng kể cho thấy chiêu lừa lọc của sư thầy Thích Trúc Thái Minh đã mất linh nghiệm. Facebooker Khanh Nguyễn thì bình luận tiếp như sau: bức ảnh mới đang lan truyền trên mạng cho thấy sân chùa Ba Vàng vắng lặng khác thường trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, điều chưa thấy bao giờ trước đây, cho đến khi ngọn cỏ phi ly ngọ nguậy và được vái lạy, hệ thống công nghiệp cúng dường đã vấp phải sự tức giận và từ chối của người dân, đặc biệt là các tín đồ phía Bắc vốn hồn nhiên và dễ tin đã quy tụ về đây suốt một thời gian dài, và sự chống trải lạnh tanh khác thường như loại một hoạt hình cho thấy là lời giải đáp và đáp trả im lặng, nhưng có lẽ sức mạnh gấp ngàn lần những bài hoằng pháp ồn ào giả tạo hối thúc con tin. Tức một buổi lễ ở chùa Ba Vàng có số tăng ni Phật tử tham gia đông đảo trước đây. Đồng thời trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng sau sự kiện xá lợi tóc Phật bị tố là ngọn cỏ phi ly, một câu chuyện lừa siêu cấp bị phát giác, cộng thêm sư thầy Thích Trúc Thái Minh phải kỷ luật sám hối nhiều lần, đã giúp cho số đông Phật tử thức tỉnh. Nhiều người đã quay lưng lại với chùa Ba Vàng và sư thầy Thích Trúc Thái Minh. Liên quan đến việc một số tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Tiền Phong cho đăng lại hình ảnh cũ ngập kín người của chùa Ba Vàng từ những năm 2023 đã cho thấy có sự chỉ đạo chung để cứu chùa Ba Vàng thoát cảnh thất thu. Đây có lẽ là câu trả lời cho những lời xì xào lâu nay khi cho rằng
Chùa Ba Vàng là cơ sở kinh tài do Ban Tôn giáo của Chính phủ và Bộ Công an cũng như Chùa Ba Vàng có nhiệm vụ hạ thấp uy tín của Đạo Phật. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Gậy ông lại đập lưng ông, Chùa Ba Vàng đã lộ nguyên hình. Vụ án Vạn Thịnh Phát mất bò mới lo làm chuồng, hay Tô Đại tìm diệt sân sau. Truyền thông nhà nước loan tin về việc xét xử đại án Vạn Thịnh Phát cho hay bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 2 đưa tin xét xử vụ Vạn Thịnh Phát từ 4-5 tháng 2, một số bị cáo vắng mặt. Bản tin cho biết Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5 tháng 3 và dự kiến kéo dài tới 29 tháng 4. Bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm đã có hành vi vi phạm trong hoạt động tín dụng thao túng ngân hàng SCB để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tới 400.000 tỷ đồng. Tờ Tuổi Trẻ loan tin về ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố các tội như tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại là những lãnh đạo cấp cao của Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bị truy tố về tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, 5 cựu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng SCB đã bỏ trốn ra nước ngoài trước kia sẽ bị khởi tố, sẽ bị xét xử vắng mặt. 5 người này đang bị Bộ Công an truy nã. Trước đó vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can, bị cáo trong vụ án này. Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2012 cho đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 cho đến 91,5% cổ phần của ngân hàng SCB, trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Tại thời điểm khởi tố vụ án, trên hệ thống sổ sách của ngân hàng SCB đã thể hiện, ngân hàng này huy động của người dân và các tổ chức khác hơn 673.000 tỷ đồng, trong đó riêng tiền gửi khách hàng là 511.000 tỷ đồng. Thời điểm đó, tổng nguồn vốn của SCB theo sổ kế toán là 713.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định kiểm soát đặc biệt, thuê đơn vị kiểm toán độc lập để rà soát, đánh giá thực trạng tài chính của SCB. Kết quả kiểm toán độc lập xác định ngân hàng này âm vốn sở hữu 443.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát. Được biết, sau khi có tin bà Trương Mỹ Lan và một loạt lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố bắt giam, vào tháng 10 năm 2022, nhiều người dân gửi tiền tiết kiệm đã mua các sản phẩm từ ngân hàng SCB đã xuống đường biểu tình, tập trung về các trụ sở của SCB ở nhiều tỉnh thành trong cả nước để mà đòi tiền. Mới nhất, tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công an, vào ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh điều tra các vụ đại án mà dư luận xã hội quan tâm trong năm 2024. Đáng chú ý, ông Tô Lâm đã yêu cầu đẩy nhanh điều tra mở rộng giai đoạn 2 đối với vụ án Vạn Thịnh Phát. Vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã diễn ra trong một thời gian rất dài và gây thất thoát một lượng tài sản vô cùng lớn. Theo giới chuyên gia, những sự cố nghiêm trọng như SCB đáng lẽ rất khó xảy ra nếu như được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là vấn đề sở hữu chéo để thao túng ngân hàng. Quốc hội Việt Nam vào hôm 18 tháng 1 cũng đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, giới hạn cổ phần do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong các ngân hàng nội địa. Mục đích của luật này được cho là nhằm giảm tình trạng sở hữu chéo, thao túng ngân hàng. Theo đó, luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7 năm 2023, quy định rõ các cổ đông là tổ chức như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí sẽ chỉ được nắm giữ mức cao nhất không quá 10% cổ phần của ngân hàng, giảm hơn so với số 15% được quy định trước đó. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới quan sát, luật sửa đổi này được đưa ra sau khi một loạt các vụ gian lận tài chính, ngân hàng, bất động sản và thị trường chứng khoán bị phanh phui vào năm 2022, cùng với việc bắt giữ những chùm bất động sản và ngân hàng như bà Trương Mỹ Lan. Giáo sư Abuja trong bài viết Đảng Cộng sản cũng dọn nhà trước Tết đã đánh giá đây là một vụ án tham nhũng gây thiệt hại lớn chưa từng thấy. Nếu vụ án này được điều tra hoàn toàn độc lập, tới nơi tới chốn thì chắc chắn sẽ có nhiều quan chức cấp cao hơn nữa sẽ đứng
trước vành móng ngựa. Tác giả Abuja cho rằng khi chiến dịch chống tham nhũng tiếp tục, mục tiêu đã chuyển sang các quan chức cấp thấp hơn và đối tác kinh doanh của các quan chức cấp cao. Ví dụ điển hình nhất là đại án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, vụ lừa đảo và tham ô trị giá 12,3 tỷ đô la. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát mất bò mới lo làm chuồng, hay Tô Lâm tim diệt sân sau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.